bần nguyệt nga anh rồi hai đứa lăng xăng sách cần câu ca tay nhanh móc mồi. Lên rừng quá hổ, về đồng nổi quá long, trời xuôi đất khiến cho hai đứa là dòng thương nhau. Con chim chuyền bụi lao, con ca nghêu ngao dưới bùn. Lòng em thương anh sao thảm thiết vô cùng. Tình ơi tình, sao anh qua khắc khe để em nghe lòng đau nhói từng cơn, nước mắt chảy không ngừng. Biết bao giờ dừng lại đây, bay cứ khóc than rên rỉ đêm ngày, cũng chẳng thấu trời chẳng giải. Bỏ cho rồi cái mối ưu tư, nó không thương bay đeo mang đi cho nặng. Đâu phải thiếu đàn ông là tắt hẳn nụ cười. Cây gương đang soi đang dựng đứng trước mặt mày, hãy ngắm nhìn mà thức tình đi con. Tỉnh táo lại đi con, nhìn kỹ gì nè? Con cũng muốn ngắm, muốn soi tấm gương của dì để con tự mình đứng dậy. Nhưng mà dì Út ơi, con làm không có được. Được dì Út ơi. Nữa, khóc nữa. Tao lao bao nhiêu, mày khóc bấy nhiêu. Sao kỳ vậy chứ? Con đâu có muốn. Vậy mà nguồn suối đau thương cứ trào lên khóe mắt. Cho khô ráo con tim, cho cạn máu buồn. Có lẽ trời bắt con cũng phải khóc cho cạn nguồn. Thì thôi cứ mặc cho suối nguồn cạn kiệt, hơi thở có tàn mới giải hết được quan khiên. Còn hơn là phải triền miên thân qua, phải chiều vô duyên kiếp này. Quán sâu biết lắm sao đầy, cha gái con trai một giây nhãn tiền lụy phiền. Trọn kiếp em đành mang, ôi từ đây đắng cay đọa đài thân gái. Để chỉ cần kiếp này mày trộn đạo làm con, má mày một đời chết lạnh bởi đàn ông. Hạnh diện lắm sao mà mày muốn theo gương bà? Tao đâu có muốn nặng nhẹ họ làm chi cho mang tiếng ác. Tại nóng ruột chị và cháu tao bị họ dập bầm. Ở trên Sài Gòn mày bị đụng xe té đập đầu xuống đất, ba
bác sĩ nói mày có cơ hội bị động kinh. Mày cứ suy nghĩ lung tung và hang khóc thì sẽ có ngày nó chạm mặt nó điên. Bây giờ làm ơn làm phước, nghe lời nằm xuống ngủ giùm cái đi. Cũng may có cậu ba về dưới này, cậu tới lui chăm sóc cho mày, còn trị bệnh má mày nữa. Coi vậy chứ quế nhân vẫn theo giúp đỡ, có người ta đâu phải ai muốn diệt là diệt được đâu, chỉ có trời diệt mới tiêu. Nhưng mà nói gì thì nói, có bệnh thì phải biết dưỡng, mà không có dưỡng cũng như không, thuốc tiên cũng như nước lã vậy á. Cha ơi, con tự hào là mình cứng rắn như tảng đá, nhưng sao giờ đây con lại để lòng mềm nhũn như khúc gỗ mục bỏ bên đường. Bây giờ con biết là mình đúng hay là sai nữa. Cha, hồn cha có linh thiêng, xin cha chỉ cho con lối thoát. Cha, cha. Anh Tình, anh sao vậy? Cậu ba, cậu đi đâu ra đây vậy? Tôi đi thăm bệnh cho cô Thắm. Tôi thấy bóng dáng anh ở đây, tôi đến tôi gặp. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Cậu gặp tôi có chuyện gì vậy cậu ba? Chuyện cô Duyên. Tôi xin lỗi anh và Duyên. Cậu đừng có làm vậy mà cậu ba. Thân phận của cậu là vàng là ngọc, còn anh em tôi chỉ là cỏ dại bên đường thôi à. Nên sự nghị lệch của cậu về em gái của tôi, đó là lẽ đương nhiên. Cậu đừng vậy mà bận tâm, làm tôi thêm ái ngại. Anh Tình à, tôi nói thật với anh, lúc đầu tôi hơi khó xử vì mình vô tình không phải với Duyên, nên do dự không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ
dù chỉ có một ít thời gian sống cạnh bên duyên, nhìn qua cử chỉ tôi mới nhận thấy được ở duyên qua phẩm chất cao trong sự đánh giá con. Đầm thắm nết gà qua tiếng nói giọng cười, má tôi quả là người tính mắt, đã chọn cho mình một nàng dâu từ lúc tuổi lên sáu lên năm. Và tôi cũng đã chọn cho mình một người vợ nết na để thay tôi mà phụng dưỡng mẹ già. Nhưng không biết thơ trời có buộc cho tôi hay ghét hờn cướp đi dần trăng sáng. Thì ra mọi thứ đều định sẵn, cuối cùng thì em đi của tôi cũng có chỗ tốt để gửi thân. Anh Tình, anh nói câu này có phải là anh đã cho tôi niềm hy vọng không anh Tình? Cậu ba, câu nói vừa rồi nó xuất phát ra tận đáy lòng của một người anh đối với một đứa em gái đã cùng mình mang chung nỗi đau bất hạnh. Chứ tôi không hiểu nó có là niềm tin, là niềm đợi mong, hy vọng cậu đang chờ. Vì tôi không dám nghĩ cơ hội trời cho đến với anh em tôi một lần nữa bao giờ. Vì những chuyện trên đời đâu có thuận tâm thuận ý, nên con người ta sống trên cõi đời mới đào tâm linh. Bởi tôi không biết cậu có thật lòng thương tưởng em tôi, hay là cậu chỉ muốn cho mẹ mình vui để tròn chữ hiếu. Trong tình yêu sinh cậu không nên miễn cường mà làm khổ một đời em gái của tôi. Anh Tình, ấn tượng trong lòng anh quả là sâu sắc. Tôi thông cảm với anh vì chúng ta đồng phái với nhau. Lương tâm thầy thuốc không cho phép tôi không nói lên một điều quan trọng, cái điều mà tôi lo lắng hổm rài. Cậu muốn nói điều quan trọng gì? Của ai? Của anh với của ai? Của tôi à? Anh là người trọng tình trọng nghĩa, thì tôi nghĩ nhân đạo là nền tảng của con người không thể thiếu ở trong anh. Vì vậy nên anh không thể thấy người ta chết mà không cứu. Nhưng mà ai chết? Ai chết mà cần tôi cứu vậy cậu ba? Cậu dắt tôi tới đó đi. Anh nghe tôi nói đây, người đó hiện giờ chưa chết, nhưng có ý sống hay không á là còn tùy thuộc ở nơi anh. Hả? Sao kỳ vậy? Tại sao lại dính dáng đến tôi? Nhưng mà người ai? Là cô Thắm. Là Thắm à? Cậu ba, cậu đừng có đùa với tôi nữa được không cậu ba? Tôi đâu có dám đùa cái chuyện sinh tử của con người. Thắm bây giờ gần giống như là một cái đèn cạn dầu, mà anh là một giọt dầu duy nhất có thể giúp ngọn đèn được giữ ánh sáng của cuộc đời. Cô Thắm đang mang tâm bệnh, cộng với chuyện lần trước bị đụng xe té đập đầu xuống đất, tôi sợ rằng thần kinh của cô không đủ sức chịu đựng tiếp tục. Anh hiểu ý tôi không? Thôi thôi cậu ba, cậu đừng nói nữa. Trời ơi, tại sao mà mọi người cứ muốn gây khó khăn cho tôi hoài vậy? Tại sao vậy chứ? Anh Tinh, anh Tinh. Ôi, thiệt, hại người thì dễ mà giúp người thì quá khó. Em làm cậu giật mình. Em xin lỗi cậu. Trời ơi, cái gì đó mà phải lỗi phải dữ vậy? Có vậy tôi mới thấy nhẹ nhàng dễ thở đó. Cậu ba à? Nói vậy mấy ngày nay ở dưới này chắc cậu khó thở lắm hả?
Ý tôi không phải vậy đâu. Chứ sao? À, tôi về đây á, tôi thấy không khí đồng quê nó làm của tôi cái tinh thần hết sức là sảng khoái. Nhìn đồng ruộng thênh thang, cái tâm hồn hiền hòa mộc mạc, đậm nét quê hương, đậm nét con người, làm ngọt ngào lòng tôi. Của ngoại vang lên nghe nào nùng mà thấm đẫm tình thương. Cậu ba, em nói cậu nghe nè. Cậu về lại cố hương để nghe hồn dân dương, gió mát trăng thanh làm hay không, hay chỉ phút giây lòng thấy dạt vào bởi đổi thay hoàn cảnh. Rồi khi chán nơi này, cậu sẽ chuyển mình vô cánh bay đi. Gốc rễ ở đây đã dung trồng, dành sẵn cho tôi một vườn hồng mà tươi thắm. Tôi đâu thể thở không biết ngắm nhìn để trân trọng quý. Cậu ba cậu làm gì nhìn em dữ vậy? Tôi sẽ không làm cho cô bất bình nữa đâu. Ý cậu chớ nói vậy, em làm sao dám có ý bất bình chứ. Nếu cô nói vậy là bụng cô hết giận tôi rồi phải không? Em có giận cậu đâu mà hết với không. Không giận mà sao hổm rài á, cứ tránh mặt hoài vậy. Hay tôi ở nhà trước á thì cô bước xuống nhà sau, tôi xuống nhà sau á thì cô đi ra ngoài sân, tôi theo ra ngoài sân á thì cô. Tại em sợ cậu chưa hết bực dọc trong người, sợ cậu thấy em á rồi cậu khó chịu nên em mới tránh cậu đó thôi. Trời ơi, chỉ có vậy thôi à? Sao vậy mà làm cho tôi mất ăn mất ngủ? Cô này ác thiệt đó nha. Em biểu người ta vì cậu mà cậu lại chửi người ta. Thôi mà, tôi biết lỗi rồi. Từ nay cô cho tôi xin đứt cái tiếng chửi người ta đi nha. Có được không cô Duyên? Tôi tha thiết tôi xin cô đó. Thôi được rồi, chỉ cần cậu lên tiếng là bỏ liền à. Cần gì phải tha thiết như vậy chứ. Trời ơi, con cảm ơn trời Phật, con đã thật sự thoát nạn rồi. Nhưng sao? Mà vẫn còn một việc tôi chưa hoàn thành tâm ý. Việc gì mà khiến cậu có vẻ áo não như vậy? Cái chuyện anh Tình và cô Thắm với chuyện gì, không biết phải khuyên họ thế nào đây. Làm việc thiện trời quả là khó đó nghe. Cậu ba à, tài sản lớn nhất là sự hiểu biết và thời gian. Tôi có tài sản đó và thời gian sẽ giúp tôi sao? Mềm dẻo và ngay thật sẽ đi được nhiều đường đất đó cậu ba. Đúng Duyên. Cái thằng Tình bộ nó định né mặt tao suốt đời hay sao mà biểu nó cưới vợ làm như là biểu nó đi chết vậy. Ai biểu tía gây áp lực với nó làm chi? Nó không chịu về nhà, nó chui vô chuồng trâu nó ngủ cho vừa bụng tía nữa nghe. Thứ cứng đầu cứng cổ, tao biểu nó thôi bỏ đi. Nó còn hâm thằng Hội, ló đầu về đây ghẹo gan nó bẻ giò. Chịu nổi không? Rầy nó một cái nó sần sượng với tao. Còn mày định đi đâu đó? Trời mưa không thấy sao? Mới có 2-3 giờ sáng là dọn chân dọn cẳng.
Người ta ra miễu ông địa coi mưa có tạt ướt không. Mấy anh cha nội đó đất sét tô màu, bị nước thấm vô sáng ra nhìn cái mặt cha nào cho nấy giống như là chuột lắc á. Không thôi thì giống như là bị lan ben nó ăn. Tôi ta đi à. Ra miếu sao mày đi cửa sau? Người ta đi cửa sau băng qua Gò Mã đi tắt cho nó lẹ chứ bộ. Trời mưa hơi đất nó sông lên á. Mày dẫm lên Gò Mã coi chừng mày cùi á. Tưởng đâu tía nói trời mưa ra Gò Mã ngồi á. Chứ còn cái vụ cùi ăn nhậm gì. Tôi có phong đâu sợ cùi. Tôi đi à. Làm gì đứng đây vậy? Dạ, con đây. Ai à? Chú là ai? Đứa nào? Hả? Dạ, con là... Là ai? Là thằng Dần nè tía. Thằng Dần, mày chưa chết hay sao? Dạ, con muốn chết lắm. Nhưng trời ơi, con thương sắp nhỏ quá. Con chết chưa được, tía ơi. Mày sống mà bao hại con mày thì sống làm gì? Con bưởi nó hư mày giết nó tao không có phiền mày. Mà tao tội cho hai đứa nhỏ kìa. Thôi Dần ơi, mày về thăm vậy cũng là quý rồi. Mày đi đi. Tía, ở đây có người thấy họ báo với nhà chức trách đến bắt mày thì sanh chuyện nữa. Tía ơi, con xin tía, con... Mày phải tìm chỗ mà trốn cho biệt tích luôn. Đừng có về đây nữa. Mày biết không? Thôi đi đi con. Tía ơi, con lại tía mà. Con không có cố tình giết vợ con đâu. Tía đừng có giận con thương nó lắm mà. Tại vì nó làm quá nên xảy tay nó ngã đập đầu vào chân gián nó chết. Chứ con không cố tình giết vợ con đâu. Xin tía đừng hờn, thôi thôi chuyện cũ bây hãy bỏ qua. Từ đó tới giờ ai cũng tưởng mày chết trôi, họ mới không đi cứu việc này. Con nhớ thương hai đứa nhỏ để thỏa dạ nhớ thương, rồi con sẽ quay gót xa rời. Muốn giải bài nỗi khổ cho hai trẻ hiểu được cha, để chúng đừng oán hận con. Mày khỏi phải lo, thằng Tình nó đã hiểu hết rồi. Nó kể lại tao nghe và khai trước mặt Hương Quảng, cho nên thật thôi.
đã trả xong mối hận cho mày. Nay mày về muốn cho con nó bận biểu, dân ơi nở lòng nào mày để khổ cho con sao? Dạ con hứa với tía, con hứa với tía mà. Hãy con thấy mặt tụi nó là con đi liền, con lại tía ơi, tía cho con gặp mặt tụi nó một lần đi tía, con lại tía mà. Dần tía không có ghét con đâu, chỉ vì tía lo cho hai đứa nhỏ. Mày yên tâm đi, hai đứa con mày nó có hiếu với mày lắm. Mày nhìn đi. Trời ơi, tụi nó lập bàn thờ, nó thờ vợ chồng mày đó. Còn đây nè, đây là chiếc áo mà năm xưa mày đã giúp lại trên nhánh bần. Con sương lượm đem về nói mày chết ở dưới sông mê. Còn con gì lòng con tấm tía ơi. Dần ơi, nếu mày thương con không muốn nó lý phiền đau khổ thì hãy nghe mà rời khỏi nơi này. Gặp mặt nhau chi thêm đau đớn bụi. Số phận cha con bây là như thế, cô dương vẫn làm gì có hại lắm con ơi. Mặc dù con là rể nhưng mà tía thương con, tía vô phước sanh ra đứa con gái xấu, nên thân của con mới giang dài cay đắng đứt đoạn tình thâm. Ôi tạ ân tình của tía đối với con, nhưng mà tình cảnh này ao lòng quá tía. Tía biết, nhưng mà tương lai của hai đứa nhỏ, con phải cắn răng mà xa nó đi con. Nếu con chần chờ hai đứa nhỏ nó hay thì sự việc sẽ vô cùng ấy hay. Chừng đó con có hối hận thì cũng đã muộn. Nghe tía đi con, hãy rời khỏi nơi đây. Lời tía nói con không nên cưỡng cãi, dù có buồn đau cũng phải cố mà nén trong lòng. Tía nói phải, thà là bức ruột chứ không để cho con mình chịu khổ ngày sau. Tía ơi xin nhận một lại này cho con, gửi lại thằng tình với con duyên. Con lại tía. Dạ thưa tía, con đi. Dần trời ơi, đứt ruột này trời. Ủa cái vụ gì vậy? Sao tía đứng đây khóc kìa? Bố sợ tôi cùi hả? Tía, tía nhìn theo ai vậy?
Sao không trả lời người ta cứ khóc hoài vậy? Thằng Dân. Ha? Cái gì? Thằng Dân nó mới về. À, nó hiện hồn về, nó hiện hồn về. À! Sông năm cũ, còn đó là cõi bằng xưa. Nhân bằng ơi, mi vẫn đưa cành ve ngọn xa lọc. Mi nhắc nhở, mi gợi cho ta nhớ lại cái đêm não lòng bi thảm. Ông trời ơi, tại sao định cho cái số của tôi không cùng tận mạng? Tôi có tội tình gì? Tôi có tội tình gì? Tội tình gì mà ông bắt tôi phải cô lẻ cuộc sống suốt 18 năm nay? Vậy mà tại sao, tại sao ông lại khiến cho tôi quay trở về đây? Để rồi phải quay lưng bỏ đi đức tình đoạn ruột. Không, không, tôi không thể để cho ông tiếp tục hành hạ tôi nữa đâu ông trời ơi. Tôi phải kết thúc cuộc đời tôi tại nơi đây, cùng nơi này 18 năm sau tôi không muốn chết. Nhưng bây giờ thì cuộc sống đã không còn có ý nghĩa đối với tôi, vì các con tôi hiện giờ đã nên người. Tôi không còn tiếc gì cái kiếp dư thừa để mà làm hại đến con của mình nữa. Tôi không cần, tôi không cần. Ơi gió, hỡi gió, xéo sóng gào sóng, vô như đó như mời khéo gợi tất lòng của kẻ chơi, giới sắp số mạnh. Cầm mình cho lửa sông trôi. Cha, 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 cha ơi cha, ơi cha đã về nơi quê cũ, sao cha nỡ đoạn đành quên con trẻ không? Nhìn con sao cha muốn hủy mình đoạn nghĩa tình tâm, để con khổ sầu cho kiếp sao cha. Cha, tình cha, con của cha, tầng tình của cha đó cha. Con lớn quá, cha thấy được con, cha mừng lắm, cha yên tâm rồi. Cha ơi, cha đừng có làm như vậy.
cha nói cho thấy được con, cha mừng lắm. Sao cha muốn chết vậy cha? Cha không được bỏ tụi con nữa hả cha? Tình ơi, cha sống mà không được ở gần con trẻ thì có khác chi là dòng nước kia bị rè. Thà là cha chết đi cho thanh thản cõi lòng. Thân xác của cha hôm nay đã tàn heo, hơn nữa cha không có quyền gây phiền lụy đến các con. Con duyên phải có chồng, con thì phải có vợ sanh con. Cha không thể ích kỷ phá vỡ tương lai của con trẻ. Con đừng lưu luyến làm gì, hãy để cha đi. Hãy hứa với cha nghe lời ngoại lo cưới vợ. Cha, cưới vợ? Cưới vợ để làm gì? Cưới về để nó báo hại con như là má báo hại cha hồi trước sao? Ích lợi gì mà cha biểu? Con không cưới vợ đâu. Không ngờ cái sự việc ngày xưa đã tạo cho con áp lực quá lớn. Nhưng mà con đừng cãi cha, cũng không nên phiền trách má. Má con có quấy là quấy với cha, mà cha thì quên cái lỗi của má con rồi. Sao con còn nhớ làm chi? Để vương mang hận tối vào đời. Con quên làm sao được, cha khổ quá mà. Phải quên đừng nhớ, tại mạng số cha như vậy chứ không phải tại má con đâu. Cha với má có chung cái lỗi, má con chết đã chuộc lại cái quấy. Cha còn sống đây thì cái quấy vẫn mang, còn cái khổ cũng là cha đang trả. Con đừng hận giận má mà lỗi câu mẫu tử tình thâm. Dạ, cha nói như vậy thì con nghe lời cha. Cha ơi, thôi cha về cho con mặt cha đi cha. Cha về sao được con? Sao mà về không được hả cha? Cha về người ta thấy, họ bắt cha, rồi có hại đến tụi con nữa. Thôi con về đi, để cho cha đi mà. Không được đâu. Nếu mà cha quyết định đi thì con cũng theo cha luôn. Hả? Con theo cha để làm gì? Ở nhà lo cho ông ngoại đi. Ông ngoại có con Duyên nó lo rồi. Cha yên trí đi, sau này hả, nó giàu lắm, nó lo hết. Nó lo hết trơn trong ngoại mà. Cha nói không có được mà, con nghe cha đi mà. Sao không được hả cha? Con Duyên thay con trả hiếu cho ông ngoại, còn con theo cha trả hiếu cho cha. Chứ cha già rồi mà để cha một mình cực khổ, con làm sao chịu được. Hay là mình xuống Rạch Giá nè, hoặc qua Nam Giang đi cha. Đi xa như vậy cha yên tâm hơn ha. Sống gần ranh giới Miên mười mấy năm nay, cha có giấy thuế thân theo dân thổ từ đó tới giờ đó. Ha, vậy chắc là cha giỏi tiếng thổ lắm phải không cha? Cha rành lắm, cha ở trong sóc Miệt Lăng Thé Ba Si á. Vậy thì được rồi, cha dắt con trở xuống đó đi. Con làm mướn con nuôi cha nè. Thôi cứ quyết định như vậy đi, đừng có tính tới tính lui gì nữa trơn á cha. Nhưng mà con theo cha rồi bỏ ông ngoại cha không có yên đâu con à. Ông ngoại đòi đi đâu mà cha sợ. Con ở đó chăn trâu cho bà hai mười mấy năm nay rồi, có một mẫu ruộng, một con trâu, lúa chất đầy bồ luôn. Ông ngoại và cậu Út á, ăn tới mãn năm mãn mùa cũng không hết nữa, cha đừng có lo. Vậy rồi mùa sau ai làm ra lúa ra gạo? Trời ơi, cha lo chi tới mùa sau lận. Tới lúc đó em Duyên nó lo. Thôi cha đừng có bàn cái chuyện đó nữa, nhất định đi nha. Rồi phải không? Dạ. Thì thôi, hãy theo cha. Cha,
Con cảm ơn cha. Mình đi đi cha. À, con không muốn cha gặp em Duyên sao? Muốn chứ. Vậy thì con về dắt em con ra cho cha gặp mặt một chút đi. Vậy hen. Ê, vậy cha đứng đây chờ con đi. Đừng có bỏ con đi một mình nè nha. Không có đâu, cha chờ con mà. Đi đi con. Dạ dạ. Vậy con chạy u về con kêu nó ra liền. Cha đi chờ con nha. Tình, cha xin lỗi con. Đừng trách cha nha Tình. Duyên, con đừng hận cha. Mày không còn con đường nào khác ngoài con đường theo ta ra nhận tội giết người. Hả? Anh Hội, anh vẫn còn sống à? Dân, mày tưởng tao chết sao? Không ngờ tao vẫn sống nhăn. Lần đó ai cũng tin mày tự vẫn dưới sông, nhưng họ lầm, chớ tao thì không còn xuyết bao che mày nên nói em đi. Anh đừng nên gieo tiếng oán hại cho em vợ mình. Chuyện tôi giả chết không dính dáng tới ai. Chuyện ngày xưa tao chẳng có quên. Hồi đó út xuyên mày không đếm xỉa đến tao. Mày cưới em bưới thì nó ở vậy tao chờ không được. Tao cưới đại chị nó luôn. Cưới vợ rồi còn chưa hả lòng nữa, còn thả cái giọng bóc chị tôi chi vậy hả? Cậu út, tôi chạy theo anh muốn chết à. Anh đi ngõ nào vậy? Tôi ghé tròi vịt cho Út Xuyến hai nó về mà không gặp. Tôi ghi mấy chữ dán lên cột tròi, không biết có thấy nữa không. Sao mày không thông báo cho cả cái xứ này biết luôn? Mẹ không làm chuyện dư thừa đó. Người nào cần ta cho hay, người nào không cần ta cũng cho hay. Chứ mày làm như người ta khùng sao chứ? Mày khùng lắm, nhưng tao không để cho thằng Trần điên đâu. Anh Hội, anh nhìn con anh đi. Chưa chịu nhận ra cái hậu quả của việc anh làm sao mà anh còn tiếp tục đào sâu hận thù thêm nữa chứ. Chuyện tôi làm tôi biết, không cần ai dạy khôn tôi cả. Vậy chắc con thấm về đi. Ba, ba muốn con chết thì ba cứ giết con cho rồi, cho con được ra đi thanh thản. Đừng gây thêm nhiều cho thù hận ngày càng cao. Cháu là con thâm đây sao? Cháu mang bệnh gì mà vàng vỏ xác thân? Nó mang bệnh dai đã nhãn tiền do cái anh nghiện này gây nên. Bác Dần ơi, chuyện của ngài qua, cháu xin bác đừng để trong lòng. Bác đã quên hết rồi, cháu đừng bận tâm. Con thăm thân thể xác sơ là bởi tại thầm tình nó nuôi hận quán trong lòng. Câu chuyện ngày xưa chưa giải quyết xong, ngày hôm nay chồng chất thêm đầy. Tao không có giết người mà con mày khai ẩu, làm tao ngồi tù quan uổng suốt 2 năm. Rồi bây giờ nó còn hại con tao. Anh ngồi tù tội phá gia can, ăn nhầm gì mà đổ thừa cháu tôi. Ba, ba ơi, cũng lại ba mà. Ba nỡ lòng nào nhìn con chết hay sao? Thấm, cháu mệt lắm rồi. Xuyến, cô đưa cháu nó về đi. Chuyện tôi với anh Hội chúng sắp xếp, không sao đâu, hai người yên tâm đi. Phải đó, Út Xuyến đưa nó về đi. Ở đây một lát Đức Hơi nó chết giờ à. Không, con không về đâu. Con nghe đi lời đâu. Cậu đi, con phải giữ cái bạn chứ, còn lo cho má con nữa chứ. Ở đây có cậu nè, cậu bảo đảm không có ai sức bẻ gì đâu. Đưa nó về đi Út Xuyến. Một mình anh có được không? Người ta nói được mà, không tin người ta hả? Ờ, tin thì cũng tin á. Thôi về con, không sao đâu.
Cảm ơn cậu nghe. Nếu mày ngon, mày theo tao. Anh lấy quyền gì mà anh rủ anh dễ tôi đi? Tôi quyết bảo dễ anh tới cùng nè. Nè, cho anh biết nha. Hồi đó tới giờ tôi giả khờ thôi nha, lừa thiên hạ thôi. Chứ anh đừng có tưởng tôi khùng nha. Tôi không muốn mất lòng cậu. Chuyện của tôi, cậu cũng đừng xen vào. Nói người ta anh dễ người ta, không cho người ta binh. Trời ơi trời. Cậu Út à, thôi cậu hãy về đi, hãy để cho anh đi mà. Anh đừng có đi, anh đi cái thằng Tình nó từ tôi. Cha, 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 con Duyên nó tới rồi nè cha. Hả? Cha, cha ơi cha. Duyên con. Cha. Con của cha. Con ơi cha tưởng đâu, kiếp này chia biệt cha con mình không còn thấy mặt nhau. Cha con được anh hai, nói cha còn sống là cha của em. 18 năm tưởng đâu đã chết, không ngờ cha vẫn còn sống. Nhưng cha em ra nông nỗi này, em xin cậu, cậu hãy cho em một lời, em có nên đi với cha em hay không? Đâu cần phải chọn con đường ra đi mới vẹn toàn. Cậu ba, cậu nói vậy là sao? Theo lý cha tôi vẫn bị nghi là... Đúng. Có tội hay không á thì còn do pháp luật. Ở đây tôi muốn nói đến cái tình người. Chú Hội, quán thù nên giải chứ không nên buộc. Vậy sao được? Ông Hội à, ông hại nhà tôi tan nát, ông chưa vừa lòng sao? Vậy mày hại con gái tao ra nông nổi như vậy, hại tao ở tù quan, mày tính sao? Tính sao đó tôi đâu có biết đâu. Anh mà quan hả? Để tôi ra biếu ông địa đốt nhang tôi hỏi ổng mới được. Thôi tôi giao lại cho mấy người đó nha. Nè, một lát phải dắt anh dần về cho tôi à. Tôi đi à. Cậu ba, bà hai cứu mang vợ con tôi, tôi xin ghi nhớ. Nhưng mối hận họ hại tôi không thể quên. Cậu nói một câu đi, một câu công bằng đi cậu ba. Chú Hội, nếu chú tin và chịu nghe lời tôi nói thì tôi cũng không ngại mà nói ra cái lý lẽ công bằng. Thời nhỏ tôi thường nghe ma tôi nói tôi nhàn tiền quá nghi bao, bởi khờ dại ham chơi tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên dạy, nên chút nữa hại cuộc đời cũng may mà tôi tỉnh tỉnh sớm. Cậu kể chuyện mình nhưng đó là chuyện chung. Dạ chú nói đúng. Về phần chú Hội, chú ở tù vì cái tội phá gia can, cộng thêm một tội xúi vợ với chồng mà ở tù chỉ có 2 năm. Chú còn than quán kêu ca, chú hãy nghĩ lại đi. Tôi có giết người đâu mà ngày nó khai cho tôi thêm tội. Hương quản tương kế để lừa, chú sợ mới bán nhà đút lót cho y. Chờ thật
thật sự lời khai anh y tình có giá trị chi đâu. Đó là sự nghi trả vai mà chú y phải trả trong hiện tại. Còn chú dần không dây mà phải trả 18 năm trời. Chắc đó là cái nghiệp mà kiếp trước mình đã dai. Anh đã thông suốt lâu chuyện, vậy chuyện của anh thì anh đi tự liệu. Đừng để qua nghiệp kéo dài kiếp này rồi cho đến kiếp sau. Phải, cậu ba nói đúng. Kiếp này tôi phải trả cho xong với Thắm. Còn chú Hội, ý chú như thế nào? Tôi thấm lắm rồi cậu ba. Anh Dập, tôi như thật điên. Tôi mù quáng ích kỷ, gây bao cảnh tang thương. Bây giờ trong lòng tôi hối hận lắm. Cậu ba nói phải đó. Anh sống ngoài vòng pháp luật, nhưng anh khổ hơn tôi nhiều. Thà như tôi còn có ngày thông thả, chứ còn anh thì... Anh Hội, chúng ta đều là nhân loại mà tạo hóa tạo ra, bắt xuống trần thế để chịu đọa đày. Căn nghiệp ai mãn thì người đó hưởng phước trước. Nếu ngày xưa tôi dằn được cái nóng nảy, không quyết lòng rượt theo anh, thì vợ tôi đâu có chết, và hai gia đình chúng ta đâu có kết cuộc bi thảm như hôm nay. Anh giận, cái quả của tôi nặng lắm, nên con gái của tôi nó... Từ nay tôi ở lại đây săn sóc cho vợ tôi, tu tâm dưỡng tánh, để chuộc lại cái quả độc mà tôi đã tạo ra. Chào cậu ba. Tôi đi nghe anh dần. Cậu ba, cậu học nhiều, chắc cậu đã hiểu rành về pháp luật. Vậy em xin cậu cứ thật lòng cho em biết, như hoàn cảnh của cha em hiện nay tội trạng như thế nào. Thật tình thì cha em không cố tình giết má em. Cậu ba, má tôi rút cây mát á, định chém cha tôi, cha mới giật lại nên má té nhào. Vì lỡ trớn nên giật đầu vào chân ngựa mà chết đi. Anh hai già duyên đừng quá lo, hồi đó người ta lấy ăn kết rõ ràng, dâu thích xô xát đã rành, chú dần không mang tội sát nhân. Hả? Thật như sao cậu ba? Nếu đúng vậy thì tôi không có bị ở tù, tôi được sum họp với con mình, tôi sống lại được rồi hả cậu ba? Hôm nay tôi lên xã xem lại hồ sơ, vì tôi đã xin chuyển về làm việc ở dưới này. Ngày trước nơi xứ người, tôi đã học toàn khoa các thứ, nhưng chuyên môn thì khoa bác sĩ, cái đó là về luật nghi pháp lao thông. Không lẽ cậu chịu ở lại đây bỏ nghề bác sĩ hay sao? Tôi không bỏ thứ nào cả, vì môn nào cũng giúp ích cho xã hội, cho con người. À, bây giờ thì mình đưa chú dần về nhà, mà về nhà tôi. Về nhà cậu ba? Tôi biết má tôi và ông ngoại đang ở nhà. Ờ, sao cậu biết? Thì cậu út từ khi đó. Vậy còn chuyện cha của em về đây thì sao? Việc của cha đó thì tôi sẽ đưa cha lên xã trình diện, mọi người yên tâm. Cậu ba, tôi mang ơn cậu nhiều quá. Cha đừng có nói vậy, đó chỉ là bổn phận của con. Mình đưa cha về,
nắng lên ngọn tre rồi. Vậy mình về đi cha. Đi con. Thắm à, từ hôm tao giao má mày lại cho ba mày rồi á, ở miết đây chưa về thăm chị. Không biết lúc này chị đỡ không? Dạ, mấy tháng nay có cậu ba trị bệnh, có ba con săn sóc. Má con bây giờ 10 phần bệnh chỉ còn 5. Trở mình nhẹ nhàng rồi, có ba con đỡ thì má con ngồi dậy được. Có lẽ bệnh của má con mau thuyên giảm là do... Vậy cũng mừng. Tưởng đâu suốt đời tao với mày phải nuôi má mày. À nè, hồi nãy mày nói bệnh má mày có lẽ phần nhiều giảm bớt là do cái gì mà mày bỏ lửng không nói? Ôi, làm bộ hỏi chơi chứ tao đi guốc ở trong bụng mày á. Thì ai có nói gì đâu mà gì nói hoài vậy ơi. À thôi đi, mày... mày cằn nhằn tao nói nhiều đó hả? Nè, ở đời mà con kiến ăn cá là cá ăn kiến là chuyện thường trong thiên hạ mà. Nhưng mà cái điều quan trọng á là đừng thừa nước đục thả câu nha. Mày đừng thấy người ta xuống màu rồi bắt chẹt, thấy kẻ vô tâm người hữu tình tao quá tội. Mày ra ngoài chòi vịt ở với tao, nó ngày nào cũng cứ đi lãng vãng, anh ở không không có việc chi làm, nên đi ta bà hết ngày hết buổi, mắc mớ đến mình mà vì thương xót, kể anh đi con không có mang. Tao cũng ráng chống mắt lên, tao coi mày không màng được bao lâu. Sắp mấy cái thúng vô góc chòi giùm tao đi. Dạ. Rồi nấu cơm đi, tao nghe đói bụng mà. Để xuống thả vịt ra cho nó ăn. Nè, lát mày xuống phụ tao lựa bắt vài cặp vịt nha. Ủa mà bắt chi tới vài cặp lần? Bộ định tách ra đem bán hả? Gì mà bán, ngày mai là dỗ má thằng Tình. Ồ, vậy mà con quên chứ. Mày không điên á là mai rồi á. Hả? Ai? Ai vậy? Thắm, Thắm à, Thắm, anh xin lỗi em nghe Thắm. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn hù chết người ta hả? Anh hại người ta vậy anh chưa đủ sao? Anh muốn tôi chết luôn cho anh khỏi thấy mặt tôi thì anh mới vừa lòng mà, phải không? Thắm à, em đừng có khóc nữa mà. Mấy tháng nay anh khổ dữ lắm rồi mà anh vẫn phải cắn răng chịu nè. Anh có dám than thở với ai đâu, bởi vì mình làm thì mình chịu thôi à. Anh chỉ có biết khổ mấy tháng nay thôi à, có thấm vào đâu cái khổ dài thâm thẳm của tôi. Nói thiệt cho anh biết, hiện giờ tôi cũng còn đang khổ đây nè, chứ không phải tôi vui mà anh khổ một mình anh đâu. Anh biết. Vì vậy cho nên bữa nay anh nhất định... Nhất định cái gì? Nhất định là phải gặp em để anh nhận cái lỗi của anh. Anh có lỗi sao? Có chứ sao không. Có nhiều lắm. Lỗi của anh đối với em á, nó tràn đồng, nó dâng ngập bờ đê. Chỉ còn có cách á, cả hai đứa mình công khai cùng tác thôi à, thì ruộng lúa mới không bị nước làm úng gốc. Chứ nếu không á, thì năm nay bị thất mùa, người ta đói vì thiếu gạo, thì tội của anh không biết làm sao mà tiêu trừ cho hết đó Thắm ơi. Thôi đi, lòng tôi đã cạn chữ tình, bên mình trái sầu triểu. Anh hổ thẹn trong lòng.
phẩm phòng chờ em vẫn tội. Tôi vẫn mình để là bến thương, nên bây giờ lòng chẳng vấn vương. Thâm ơi, đâu phải em lạc bến thương, mà chỉ tại anh quá nặng chớ hiếu thân nên trở thành ích kỷ. Nay sông lặng gió yên, nỗi bần xưa không còn nghe tiếng anh than nữa. Không còn uống giọt nước mắt em rơi bởi cái câu hiếu nặng tình. Tình gái gốc nở chua cay, còn tiếc làm chi mà đeo đắng bên. Tôi muốn xoa tan cái ảnh hình tôi đeo đuôi, vì mặc cảm nắng nề đã loang lổ trái tim tôi. Thấm mà, anh sẽ chữa lành vết thương cũ cho em, hàn gắn lại mảnh tình đau khổ. Đền lại cho em lửa hương nồng thắm, cái biết anh tôi tâm sẽ nhường đôi mình. Nói thật lòng hay giá giờ đầu môi, để cá cắn câu anh bỏ lên thớ bằng. Lòng anh có đời không một lời dối gian, từ buổi hôm nay anh nói một câu chỉ mà. Nếu có lòng đổi thay, xin ông trời hãy mưa. Anh gọi ông trời mưa để cho anh mát, còn trái tim tôi bị tái lạnh não nề. Tại vì anh chưa thề hết câu á nghe, em chẳng hỏng anh lại à. Nói lạy nói hờn chú đau đớn lòng anh. Anh thề nè, anh thề, anh gọi trời mưa, thiên lôi xuất hiện giờ múa thần đánh anh. Thôi thôi bỏ đi, hở hở cái thề à. Chứ ai biểu em không tin anh chi. Vậy là em hết giận anh rồi phải không? Em tin anh rồi hang. Cũng ráng mà tin, tin thử một lần coi sao. Gì một lần biết nữa, tin thiệt đi mà. Chưa được. Chưa hả? Ừ. Vậy anh làm sao cho em tin đây? Anh làm sao cho em tin nữa làm à? Ừ, làm liền á. Làm liền ra. À, anh kỳ quá. Bà đứng dưới ruộng mà nhìn lên kìa. Kệ bà chứ, cho bà thấy để bà biết. Bà biết muốn chồng chứ. Không thôi đàn ông xứ này bất hạnh hết làm sao. Chẳng hạn như là cậu Út từ khi đó. Thảm ơi. Thảm. Xích lại đây chút coi. Chi vậy? Kệ bả mà. Cho anh hôn cái nữa nha. À, kỳ quá. Ui, ui da. Trời ơi. Thôi chết rồi. Gì vậy? Nhèm nhẹp hết rồi. Trời ơi, bả lên mà bả thấy bả chửi anh chết em ơi. Anh đè trúng cái gì vậy? Trời ơi, đè dập hết rồi phải không? Thằng quỷ, mày hại tao mà. Anh đứng lên coi. Mày đẻ cho kịp mà thường cho tao à nghe. Ừ, ai đè dập trứng của bà đâu. Vậy chứ dập cái gì anh, mà dập trái dưa gan. Trái dưa gan của gì đó. Trời cha mẹ ơi, trái dưa gan để dành tao ăn cho nó mát. Mày đè dập nát rồi lấy gì tao làm cho hạ quả đây. Trời ơi. Thì vì lấy chồng đi thì tự nhiên nó giải nhiệt chứ cần gì ăn dưa gan. Trời, cái thằng quỷ chưa chịu xuống phụ bắt dịch với nó hả? Còn ở đó nó khùng điên hoài à. Vậy con cảm ơn dì Xuyên.
ngồi trên lũy tre kia nắng vàng soi sáng cuồng đầu bông lúa vàng cánh lá lao xao kia cánh cò bay xa 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 đôi gái trai trong làng nhanh chân gánh về chim réo gọi dành lúa rơi em bé nhỏ theo má ra đồng giang tiếng cười gặt hái nhanh nhanh trong nắng chiều cơn gió mơn man con nước đang dâng đầy vui sông nhấp nhô trăng rủ rê mây đành mừng duyên lứa đôi vui thắm duyên cao trầu mai chúc kết nhau thank you.